Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, U20 Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên ở tại vòng chung kết U20 châu Á. Chiến thắng trước đối thủ cực mạnh bằng phong cách mang thương hiệu huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chính là nấc thang đầu tiên cho hành trình có nhiều ước vọng của U20 Việt Nam. Trước khi bước vào giải đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tâm sự rằng ông đã được những điều kiện tốt nhất để chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á. Một thời gian đủ dài, những con người đủ tốt chính là sự đầu tư tốt nhất để cho ông Tuấn tìm kiếm được sự hoàn thiện cho lối chơi của U20 Việt Nam. Cần phải nhấn mạnh rằng với một đội bóng trẻ thì thời gian bên nhau chính là ưu thế vô cùng lớn về mặt chuyên môn. Các cầu thủ trẻ vốn có ít cơ hội để trải nghiệm, cọ sát, cho nên là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần thêm thời gian để uốn nắn và hoàn thiện. Thực tế thì đây cũng chính là con đường mang đến thành công cho nhiều đội tuyển trẻ Việt Nam trong suốt thời gian qua. Và hơn ai hết, chính lứa U20 từng giành vé đến World Cup đã được tạo điều kiện tốt nhất về thời gian cũng như là định hướng đầu tư trước khi dự vòng chung kết U20 châu Á. Sẽ không có một giải pháp hoàn thiện nhất để dung hòa giữa giải vô địch quốc gia và những tính toán về chuyên môn cho các đội tuyển. Nhưng nếu như nhìn nhận ở góc độ tích cực, tìm kiếm động lực phát triển cho phong trào bóng đá thì thành công của các đội tuyển dù ở cấp độ U cũng có ý nghĩa lớn với chiến lược chung. Chiến thắng trước các đội tuyển đến từ những nền bóng đá hùng mạnh như là Australia chính là cột mốc đặc biệt mang đến những trải nghiệm quý báu cho sự nghiệp của các cầu thủ. Họ sẽ tự tin hơn về bản thân và có thêm động lực để chinh phục những nấc thang tiếp theo. Một chiến thắng đủ ý nghĩa cho U20 Việt Nam bắt đầu một hành trình vô cùng đặc biệt. Tất nhiên phải khẳng định những gì đang có chỉ là bước đầu trong hành trình rất dài và rất khó khăn của U20 Việt Nam. Việc giành vé dự World Cup là điều không hề đơn giản khi U20 Việt Nam không còn là ẩn số với các đối thủ. Thế nhưng sự tự tin trong đối đầu với các đối thủ, khả năng phô diễn năng lực bản thân, sự hoàn thiện về chiến thuật sẽ mang đến những đột phá về chuyên môn cho đội tuyển cũng như là từng cầu thủ. Họ sẽ bước lên phía trước với một vị thế khác, một tâm thế khác. Và đó cũng chính là điều mà chúng ta cần ở các đội tuyển khi mà vươn ra biển lớn. Rằng là bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục mọi đấu trường, tự tin đối đầu với những đối thủ mạnh nhất. Dù được xem là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch giải U20 châu Á, nhưng U20 Australia lại khởi đầu vô cùng thất vọng khi để thua với tỷ số 0-1 trước U20 Việt Nam ở trận khai màn. Màn thể hiện không như mong đợi của đội bóng trẻ tới từ xứ chuột túi đã khiến cho người hâm mộ nước này nổi điên. Trên fanpage của Australia Football, cổ động viên xứ chuột túi đã có những bình luận thể hiện sự không hài lòng về trận thua của đội nhà trước U20 Việt Nam. Thật xấu hổ khi mà chúng ta không thể đánh bại được một đội bóng nhỏ như là Việt Nam, nhưng cũng cần phải đánh giá lại là hệ thống đào tạo trẻ của chúng ta phải chăng là đang gặp vấn đề. Thua Việt Nam thật xấu hổ với chúng ta, họ đang đi ngược lại mọi thứ. Dù điều kiện tập luyện, cơ sở vật chất không bằng, nhưng Việt Nam vẫn thi đấu tốt, họ có thể chơi bóng ở bất cứ nơi nào, không giống như là những cầu thủ của chúng ta. Dù cơ sở vật chất tốt nhất thế giới mà vẫn thi đấu không như mong đợi, làm tốt lắm Việt Nam ạ. Hãy xem các cầu thủ áo đỏ thi đấu, không thể phá vỡ được hàng thủ của họ. Việt Nam phòng thủ rất tốt và phản công cực kỳ nguy hiểm. Việt Nam đã dạy cho chúng ta một bài học về cách chơi bóng như khu vực Đông Nam Á vẫn làm. Australia không phải là đối thủ mạnh nếu như chỉ biết cầm bóng mà không thể ghi bàn. Đối với U20 Việt Nam, việc ghi bàn quan trọng hơn tất cả. Báo chí Australia cũng thất vọng trước thất bại của đội nhà. Tờ Socceroos cũng đã nhấn mạnh rằng U20 Australia thất vọng cùng cực khi thua trước U20 Việt Nam trong trận mở màn giải U20 châu Á. Thất bại này của U20 Australia trước U20 Việt Nam khiến cho rất nhiều người phải bất ngờ. Trong khi U20 Việt Nam đã có khởi đầu xuất sắc thì U20 Indonesia lại thua thảm 0-2 trước Iraq, dù rằng đội bóng xứ vạn đảo đã có nửa thời gian của trận đấu được chơi hơn người do đối thủ phải nhận thẻ đỏ. Ngay sau trận thua Iraq thì huấn luyện viên Shin Tae-yong người Hàn Quốc của U20 Indonesia đã không ngần ngại quy trách nhiệm cho các học trò. Chúng tôi có nhiều cơ hội trong trận đấu này nhưng không một lần tận dụng thành công. Đây là điều mà U20 Indonesia phải khắc phục và kết quả này liên quan đến năng lực của các cầu thủ. Trong hiệp 2, dù có lợi thế về quân số do Chabel Samu của Iraq nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ của hiệp 1, nhưng chúng tôi vẫn không có bàn thắng. Tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại không thể chơi tốt dù rằng đông người hơn đối phương ở trên sân. Không thể ghi bàn ở trong hiệp 2 khi có lợi thế về con người, U20 Indonesia lại còn thua thêm một bàn nữa ở phút bù giờ thứ 6 của hiệp đấu thứ 2 sau khi đã để thủng lưới bàn đầu tiên ở phút thứ 28. Kết quả của giải U20 châu Á đang diễn ra ở Uzbekistan tất nhiên là không ảnh hưởng đến suất dự vòng chung kết World Cup U20 của đội trẻ Indonesia. Đất nước xứ vạn đảo sẽ là chủ nhà của giải U20 thế giới vào tháng 7 tới đây, cho nên họ đương nhiên có chỗ dự vòng chung kết. Nhưng với tư cách là đội chủ nhà của vòng chung kết World Cup U20 thì U20 Indonesia lại có sự khởi động kém từ nhiều tháng nay, khiến cho huấn luyện viên Shin Tae-yong phải nóng mặt. Vị huấn luyện viên người Hàn Quốc chỉ ra những khiếm khuyết của đội U20 Indonesia rằng: "Chúng tôi phải phát triển hơn nữa lối chơi của mình. Khoảng cách giữa cầu thủ đá chính và cầu thủ dự bị có khác biệt quá lớn. Tất cả những điều đấy chúng tôi cần phải sớm khắc phục. Tôi nói ra những điều này với tư cách là huấn luyện viên trưởng của đội U20 Indonesia và tôi sẽ chịu trách nhiệm về đội bóng." Ông Shin Tae-yong từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đánh bại đội tuyển Đức ở World Cup 2018, nhưng kể từ khi về với bóng đá Indonesia, ông Shin Tae-yong hầu như là không có thành tích gì đáng kể. Được giao nắm giữ đội tuyển quốc gia, đội U23 Indonesia, rồi sau này nắm thêm đội U19 hoặc là U20 xứ Vạn Đảo, cho mục tiêu dự vòng chung kết U20 World Cup ở trên sân nhà, nhưng cho đến nay, huấn luyện viên Shin Tae-yong chưa mang lại danh hiệu nào đáng kể cho bóng đá nước này. Tại giải U20 châu Á đang diễn ra, chỉ có hai đại diện của bóng đá Đông Nam Á góp mặt, gồm có U20 Việt Nam và Indonesia. Trong khi U20 Việt Nam vượt qua Australia với tỷ số 1-0 ở ngày hôm qua, thì Indonesia lại thất bại trước Iraq. Các kết quả đối nghịch này lại càng khiến cho giới bóng đá và giới truyền thông xứ Vạn Đảo cảm thấy sốt ruột. Tờ Indo Sport của Indonesia đã bình luận rằng U20 Indonesia thua nhục nhã trước Iraq khiến cho huấn luyện viên Shin Tae-yong choáng váng. Ông ấy chỉ trích những yếu kém của đội chủ nhà. Hợp đồng giữa ông Shin Tae-yong với Liên đoàn bóng đá Indonesia sẽ kết thúc vào tháng 12 năm nay và theo xác nhận từ Liên đoàn bóng đá Indonesia với truyền thông thì ông sẽ không được ban lãnh đạo mới gia hạn. Nguồn tin từ tờ Bola cho biết rằng Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia ông Amali đã chia sẻ rằng không có cuộc thảo luận nào về việc gia hạn hợp đồng giữa huấn luyện viên Shin Tae-yong và Liên đoàn bóng đá Indonesia. Theo ông Amali thì thời gian vừa qua, ông Shin Tae-yong cũng đã gặp vị chủ tịch mới của Liên đoàn bóng đá Indonesia là ông Erick Thohir. Trong cuộc gặp, cả hai cũng thống nhất các kế hoạch từ nay cho tới hết năm. Nhìn chung thì theo giới thạo tin xứ Vạn Đảo, huấn luyện viên Shin Tae-yong khó được chủ tịch Thohir sử dụng lâu dài bởi người từng bảo vệ ông nhất là ông Mochamat Iriwan đã rời ghế chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia. Hơn nữa, thành tích của ông Shin Tae-yong cũng không đủ ấn tượng để thuyết phục vị chủ tịch mới. Hai kỳ AFF Cup gần nhất ông đều thất bại. Ở tại SEA Games 31, chiến lược gia này cũng không thể giúp cho đội nhà vào chung kết. Trong 29 trận đấu kể từ khi ông Shin Tae-yong dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia có được 16 trận thắng, 7 trận hòa và 6 trận thua. Hiện tại, huấn luyện viên Shin Tae-yong đang tập trung cùng với đội tuyển U20 quốc gia để chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á ở Uzbekistan diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 và U20 World Cup 2023 diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6. Ông Erick Thohir vốn là một người rất cương quyết đưa ra những tuyên bố đanh thép về chiến lược phát triển bóng đá Indonesia. Vị tỷ phú này cũng không ngần ngại vung tiền để đưa về các huấn luyện viên danh tiếng hơn là ông Shin Tae-yong. Do vậy, nếu như không có đột biến nào trong 10 tháng còn lại, ông Shin Tae-yong nhiều khả năng sẽ phải rời đi. Từ nay cho đến hết năm, có lẽ ông sẽ chỉ tập trung cho đội U20, đặc biệt là World Cup U20, nơi Indonesia sẽ là chủ nhà và họ đặt rất nhiều kỳ vọng vào lứa trẻ tài năng đang được huấn luyện viên người Hàn Quốc dẫn dắt. Cuối năm, Indonesia sẽ đá trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2026, trong khi Asian Cup 2023 đã lùi sang đầu năm sau. Điều đó có nghĩa là gần như chắc chắn huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ không được dẫn dắt đội tuyển quốc gia để tham dự giải đấu lớn nhất châu lục, dẫu cho chính ông đã giúp cho Indonesia giành được tấm vé này. Còn về U20 Việt Nam, sau khi đả bại được Australia, đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ là Qatar. Cặp đấu này đang trở nên khó lường dù kết quả ở trận ra quân của hai đội là khác nhau. Nếu như thắng trận này, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ mở rộng cánh cửa đi tiếp. Ở trận ra quân, U20 Việt Nam đã tung ra đội hình khá kỳ lạ và điều này khiến cho U20 Australia ít nhiều bị bất ngờ. Chẳng hạn như Văn Trường được bố trí chơi ở vị trí tiền đạo mũi nhọn trong sơ đồ 3-4-3 hay là 5-4-1. Tương tự là Văn Khang thì được kéo ra chơi tiền vệ trái ngay đằng sau Quốc Việt. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất và có những quân bài bí mật chưa xuất trận. Chẳng hạn như là Đình Tiến, cầu thủ đang chơi cho Sông Lam Nghệ An, vốn chơi rất hay ở vòng loại năm nay. U20 Qatar mang đến Uzbekistan chủ yếu là những cầu thủ trưởng thành từ lò Aspire. Tuy nhiên, những cầu thủ được đánh giá cao như là Falala, Jassem al-Sasani đã chơi đầy thất vọng trước trận thua 0-1 trước U20 Iran. Huấn luyện viên Inaki Gonzalez vẫn còn khá nhiều lựa chọn về con người ở trong tay. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của U20 Qatar có lẽ không chỉ ở lực lượng mà còn là chiến thuật. Họ cần phải tạo ra nhiều giải pháp chiến thuật nhiều hơn là trông chờ vào sự tỏa sáng của các cá nhân. Bàn thắng sớm của Quốc Việt ở ngay phút thứ 6 cho U20 Việt Nam chính là bước ngoặt trong trận đấu với U20 Australia. U20 Việt Nam rất linh động về chiến thuật trong việc chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Khi bóng sang bên phần sân đối phương thì các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tràn sang rất nhanh với sự xuất hiện của hai tiền vệ cánh. Còn khi phòng ngự thì ngay lập tức chuyển thành 5 cầu thủ đứng gần cầu môn, đồng thời kéo đội hình xuống rất thấp. Hồ Văn Cường, Khuất Văn Khang trở thành những quân bài vô cùng quan trọng trong sa bàn của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bởi vai trò của họ sẽ ảnh hưởng tới khâu phòng ngự và tấn công. Việc Văn Khang được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu có lẽ do anh đã thể hiện được trong hai vai trò. U20 Việt Nam đã rất thành công về đấu pháp, tính kỷ luật ở trên sân trong trận đấu với U20 Australia và đấy là một chiến thắng rất xứng đáng. Với U20 Qatar thì lại là câu chuyện khác. Trận thua 0-1 trước Iran buộc thầy trò huấn luyện viên Gonzalez phải có một kết quả tốt, thậm chí là một trận thắng trước U20 Việt Nam. Đội bóng Tây Á đã chơi không tệ trước U20 Iran. Vấn đề của họ là thiếu đi những phương án chiến thuật để tiếp cận cầu môn đối phương. Điều đặc biệt ở hàng phòng ngự, U20 Qatar đã để lộ ra những khoảng trống khi mà các trung vệ phối hợp không tốt. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới pha phạm lỗi ở phút thứ 64 của Monsur khiến cho đội nhà phải thua ở trên chấm phạt đền. U20 Việt Nam hoàn toàn có thể nhập cuộc trước U20 Qatar giống như cái cách đã từng chơi trước U20 Australia. Thậm chí các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ chơi phòng ngự nhiều hơn. Ngoài việc giữ sạch lưới, họ cần phải kiên nhẫn chờ đợi những cơ hội rõ ràng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là một huấn luyện viên rất giỏi trong việc xây dựng hệ thống thi đấu chiến thuật chặt chẽ. Nếu như các học trò của ông kiên định với lối chơi của mình thì U20 Việt Nam hoàn toàn có thể có một trận đấu thành công nữa. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.